Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Vinh Ly các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn là cái nhật ký giao dịch trong ngày bị lỗi của mình. Thì cái ý nghĩa của cái việc lập cái nhật ký giao dịch trong ngày lỗi của mình đó là để mình rảnh, khi mình rảnh đó, mình sẽ có thời gian coi đi coi lại. Thì mình sẽ không lặp lại những cái lỗi này nữa và mình sẽ học hỏi được rất lớn từ những cái bài học này. Tại những bài học này mình trả tiền rất là đắt. Còn các bạn cũng được những bài học này từ mình là miễn phí, không có cần trả tiền. Nhưng mà các bạn có thể những bạn day trade đó, các bạn có thể lập cái nhật ký giao dịch của mình và chụp hình lại những cái pha giao dịch lỗi để mình làm thành một một cái album. Khi nào mình rảnh mình mở ra mình coi, thì khi nào cái album này nó nhiều lên rồi thì có lẽ là các bạn sẽ thấy giao dịch của mình đó, nó sẽ từ từ tiến triển tốt hơn. Thì cái giao dịch lỗi đầu tiên trong tuần này đó nó xảy ra vào ngày thứ hai 23 tháng 11, trong khi mình mua Tesla. Thì lúc này đó là Tesla sau khi mà cái cơn tăng giá hết vào buổi sáng rồi đó, bắt đầu nó sẽ hạ giá. Thì mình xác định đỉnh là 524.8 đô. Đáy là 515.24 đô. Thì mình cảm thấy nó dòng lên trở lại cho nên mình quyết định là sẽ mua ở cái khoản này. Mua khoản này thì nó sẽ đụng đáy, giá nó hồi lại, hồi xuống đụng đáy lần thứ nhất là 517.6 đô, thì giá nó sẽ hồi lên trở lại. Lúc này hình như là mình muốn bắt cái bắt khi giá hồi ở cái đỉnh này nè, nhưng mà mình bắt nó xa quá. Mình có thể mình bắt nó ở bắt ở cái đuôi giá thứ hai, tức là ngay đây, thì mình sẽ ăn được một cây dài. Mình bắt ở ngay chỗ cái đáy thứ nhất đó, thành ra là mình bị dính giá mua 518 ở khoảng này, dính cái giá mua 518 ở khoảng này, dính cái giá mua này rồi đó, thành ra cổ phiếu nó sai. Thì cái stop loss cũ của mình đó, nó cũng xa xa đâu đâu khoảng ở đây nè. Sau đó mình mới dời cái stop loss nó xuống, nhưng mà cái giá nó không có dòng lại được cái break even được, thành ra mình bắt buộc mình phải stop loss ở 517.65, lỗ 1 đô. Thì trong cái trường hợp này đó, cái bài học của mình rút ra đó là mình nên đợi khi mà giá nó, tại vì á mình đối chiếu xuống cái stochastic á, thì khi giá nó rớt xuống cái đáy thứ nhất á là stochastic á, nó mới chạm cái ngưỡng 20 lần thứ nhất thôi, là nó mới thắng lại rồi bạn, nó chưa có dừng hẳn. Thì cái đà của giá xuống nó còn mạnh hơn nữa, thành ra là nó sẽ rơi thắng cái stochastic, nó sẽ thắng lại thêm một quãng nữa, tới đây nó mới thật sự là dừng lại. Thành ra là tới đây là cái điểm mua lý tưởng, khi mà nếu mà mình có điều kiện để sửa lỗi thì là ở đây là điều kiện mua lý tưởng. Ở đây thì mình vẫn có đáy, vẫn có đỉnh ở đây, mình có thể mình bắt ở đuôi của cái nến này ha, mình bắt cái đuôi cây nến này thì mình sẽ ít nhất mình ăn được cái đỉnh này. Còn nếu mà mình đợi hồi confirm thêm cái này nữa đó, mình mua ở ngay đây đó, mua ở ngay đây thì là mình dời stop loss lên từ từ, dời stop loss lên từ từ, mua ngay đây là 517 đó, 518 đi, dời stop loss lên từ từ. Giờ lên đây, giờ lên đây, khi mà giá nó lên một cây dài này đó, mình có thể
cắt phân nửa. Hay giờ làm tiếp và mình ăn trọn cây. Mình sẽ bật cái Bollinger Band lên cho mấy bạn coi. Thì ở đây nó mình hay xài cái Bollinger Band này, ngay đây bị cái bị một cái bull trap ở đây, cái lên giả nó chạm đường Bollinger Band nhưng mà nó không chạm hẳn, dưới đây mới mới chạm. Mình cũng không có tâm lý, cũng không có dẫn. Mình bật cái EMA, ba đường EMA lên. Đó. Nó vẫn nằm trên nhau nha mấy bạn, nó chưa cắt. Nó chưa cắt. Tới đây cắt là điểm điểm mua thích hợp. Là trong ngày thứ hai luôn. 23 tại tháng 11. Năm 2020 giao dịch Tesla. Thì cái lỗi này đó là mình short sale, mình bỏ vô cái short sale lỗi, do đó mình phải mình hit cái stop loss để mình break even. Thì cái sửa sai của cái lỗi này đó là mình sẽ là mình biết dự đoán là cuối ngày là thế nào, Tesla người ta cũng bán để lấy lợi nhuận, take profit, thành ra nó sẽ xuống chút đỉnh, thường xuống là khoảng từ 0,5 chưa tới hơn 1%. Mình biết thế nào cuối ngày nó cũng sẽ xuống, thành ra mình canh ở đây. Canh ở đây thì là mình nên bỏ cái này đúng á, là nó cao chút xíu. Nó cao chút xíu là nó lên khoảng ở mức này là 24. 24. Thì mình dừng stop loss là dừng ở 25. Rồi từ từ mình dời stop loss xuống break even. Khi mà nó xuống hơn cái này thì mình bỏ nó xuống dưới cái đỉnh này. Khi mà nó xuống hơn nữa thì mình dời cái stop loss xuống xuống đỉnh kế. Xuống đỉnh kế. Thì ở đây mình nếu mà mình làm đúng nó thì mình có thể mình ăn chọn từ từ 24 cho tới 22, ăn chọn khoảng 2 đô. Nếu mà dời stop loss sát nữa đó thì ăn hơn 2 đô mấy. Thì cái này đó là khi mà mình short sale ở đây đó, short sale ở đây đó mình thấy nó hồi về mạnh quá, hồi về ở đây, thành ra mình đặt cái stop loss nữa ngay ở giữa thành thì nó dính cái stop loss. Nếu mà mình dời stop loss chậm xuống xíu rồi cũng được. Bây giờ mình sẽ bật cái Bollinger Band lên. Bollinger Band, ba đường EMA. Thì ở đây nó đang ở đỉnh của Bollinger Band rồi. Bollinger Band bắt đầu nó chuối rồi các bạn. Nó chuối là mình không có lo cái phần hồi của nó lắm đâu. Cứ lo nó chuối tới đâu mình dời stop loss tới đó thôi. Và mình sẽ tiếp tục với một cái giao dịch sai của mình. Mình ghi nhận tất cả những giao dịch sai này để mình có thời gian coi đi coi lại, và đồng thời các bạn cũng được một bài học miễn phí. Giao dịch này sai đó là khi mà mình thấy giá cổ phiếu của Tesla đó, TSLA, nó lên tới đỉnh điểm thì nó có khả năng xuống giá, cho nên mình đã để cái đỉnh cuối của nó ở đây. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 khoảng 15 giờ 10 các bạn, cái đỉnh cuối của nó đây là 559, nó không có vượt qua được cái đỉnh cuối này. Thì đồng thời nó hình thành cái này nó giống như là head and shoulder nha mấy bạn. Hai cái đầu ở đây nó có hai cái dài chỗ này, thì hai cái dài này nó sẽ hình thành cho mình một cái
Sportline ngay đây là khoảng 557. 557 thì mình canh cái giá nó xuống mình sẽ short. Nhưng mà lúc này mình hơi lưỡng lự một chút. Mình không biết là nó sẽ xuống 507 rồi nó xuống thành 556 có một đô thôi, hay là nó sẽ xuống tiếp ở cái đường xuống cái support spotlight kế là 554 là tới mấy đô lận. Có một đô ra mình ấy mình không có short ngay chỗ này. Nếu mà mình short ngay chỗ này thì mình ăn dài rồi. Hình là cái lệnh short của mình nó vô hơi trễ một chút. Cái lệnh short của mình nó lại chụp ở cái đáy thứ hai. Cái đường support thứ hai. Thì cái đường support thứ hai mình lại chụp hơi dài chút, mình chụp ngay chỗ cái râu nến nữa. Chụp ngay cái râu nến thành ra mình dính một cái lệnh sell short 555 khoảng chỗ này. 555. Thì mình còn chưa dời stop loss thì nó đã dòng lên trở lại trong vòng 3 phút. 3 phút nó dòng lên trở lại. Bắt buộc mình phải stop loss ở 556 là chịu lỗ khoảng 1 đồng. Chịu lỗ khoảng 1 đồng. Rồi về vấn đề mà chỉnh size của cái lệnh này đó là thứ nhất mình phải vô sớm hơn. Vô sớm hơn là mình vô ở cái khoảng mình biết nó sẽ xuống mạnh ở cuối cuối đỉnh rồi, đỉnh cuối rồi nó sẽ xuống mạnh. Hình thành được cái head and shoulder này. Head and shoulder này nữa. Đã vậy cái này nó còn có thêm cái double top ở đây. Nó gần gần như double top ở đây nữa. Thành ra mình có thể chọn short ngay đây. Chưa kể ở đây mình có một cái double triple top là không có chính quy các bạn. Không có chính quy. Thường cái double top, triple top chính quy nó nằm ngang đó thì nó sẽ mạnh hơn cái nằm xéo. Cái nằm xéo cũng sử dụng được. Đây mình có cái triple top. Không có chính quy. Một, hai, ba. Cái đỉnh thứ tư nó không có chạy. Cái đáy, đáy một, đáy hai, đáy ba. Thì rất mình nên short ngay đây. Còn không nếu mà mình đợi nó dòng lại đó thì cái này là cái đỉnh hồi nó không có cao bằng cái đỉnh chính, nó confirm là cái xu hướng xuống vẫn còn. Rồi mình sẽ chọn short ngay dưới cái râu nến này thôi. Ở đây là đường support mới của cái đỉnh hồi này, thì ngay dưới short ngay dưới cái đỉnh hồi này thôi. Mình sẽ ăn chọn từ khoảng 556.7 xuống ở mình ăn non đi 554.6 khoảng 2 đô, ăn chọn 2 đô chỗ này các bạn. Đó là hai cái sửa đổi. Cái lưu ý ở đây nữa đó là khi mà giá nó xuống quá rồi đó thì mình không nên rượt nha. Nếu mà mình không short được ngay chỗ giá tốt để mình lấy cái risk đó. Ở đây đó là mình risk đó là mình qua khỏi, nếu mà giá nó qua khỏi 558.7 thì mình phải bán. Mình là 57.5 là risk khoảng 1 đô mấy. Cái reward của mình nó là tới mấy đô lận. Reward của mình ít nhất á, ít nhất là ở đây á là 556 là 1 đô mấy. Cái reward của mình nó gấp nó bằng một hai lần cái risk. Thì là ở đây là giao dịch được. Còn đây cái risk reward của nó mình không có cái đường resistance để mình đặt cái stop loss ngắn.
Nếu mà ở đây mình muốn chỉnh sửa nữa đó mà mình ghen á, thì mình có thể đặt cái stop dot ở trên đây luôn. Nếu mà mình lao sót ở đây, mình đặt cái stop dot trên đây. Rồi khi nó đi qua cái đỉnh hồi nó cao hơn, thấp hơn cái đỉnh hồi trước đó đó, mình dời stop dot xuống đây. Dời stop dot xuống đây. Rồi từ từ nó hình thành một cái đỉnh hồi ở đây nhỏ ở đây nữa. Nó tiếp tục xuống, mình dời stop loss xuống đây. Nếu mà nó đi qua tới điểm hòa vốn, mình dời stop loss tại điểm hòa vốn. Thì mình có thể hòa vốn hay là ăn chút ít. Bây giờ mình sẽ mở tổng thể cho các bạn coi. Mình ở trong cái đường support của Bollinger Band. Nó dồi ra ngoài chút xíu, đường support dưới. Rồi đây là cái hai cái giao dịch size trong ngày, cuối cùng trong ngày thì trong tuần này của mình nha mấy bạn, là vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, mã giao dịch là Tesla. Khi mà Tesla nó dòng xuống rồi đó thì mình xác định cái xu hướng lớn chút xíu đó là nó đang đi xuống, nhưng mà xu hướng nhỏ là nó đi dòng lên trở lại. Cho nên mình hy vọng là nó sẽ dòng lên trở lại, rồi mình đặt cái lệnh mua, lệnh mua stop quote ở trên này, tức là nó lên tiếp thì nó sẽ mua, nhưng mà giá nó không có lên nhưng mà muốn. Thay vì mình đặt stop loss ở dưới đây thì mình lại dời cái stop loss xuống từ từ cho đến khi quá trễ thì mình stop loss tốt dưới này đó. Thành ra là cái mức lỗ mua trên đây là 592, giờ stop loss xuống dưới này là 585, mức lỗ là nó thành tới 7 đồng lận, mức lỗ nó quá xa. Thay vì cái stop loss trên này thì cái mức lỗ nó chỉ có 1 đồng thôi. Rồi về cái lệnh stop loss đó, mà nếu mà mình hụt cái stop loss trên này rồi đó thì mình nên đặt cái stop loss ở khoảng chính giữa, hay là ít nhất đó, cũng ở đây. Ở đây là cái stop loss quan trọng, tại vì nó ở đây nó có tới ba cái đáy nó test rồi, ba cái đáy nó test cái đường support ở dưới này. Nếu mà nó đâm xuyên qua cái đường support này là nó sẽ xuống luôn. Cái này là ở đây cũng là điểm short sell lý tưởng nè bạn, nó đâm qua xuyên qua đường support mà nó chạm bởi ba đáy bốn đáy rồi đó, thì mình short sell ở đây thì mình 587 mình short sell xuống tới khoảng 583 mình ăn 5 đồng ha. Rồi cái sửa sai của trong cái lệnh này đó là mình nên để cái buy stop call ở trên cái đỉnh cũ. Còn cái này nó đang đi lên nhưng mà nó chưa qua khỏi cái đỉnh cũ, mình quá dò dạng. Phải trên cái đỉnh cũ này thì mới có hy vọng đi lên luôn. Còn không là nó dẫn xuống thôi các bạn. Cái này nó vẫn giữ cái chiều xuống xuống. Cái chiều cũ của xu hướng xuống. À, chiều cũ của xu hướng xuống. Trừ khi nào nó phá phá khỏi cái đỉnh này đó thì đây nó mới đi lên luôn. Rồi này nó không phá được nên nó đi xuống. Sau đó mình cái lệnh stop loss này mình bị lỗ rồi đó, mình lại vô một cái lệnh là short sell ngay lập tức. Thì vô ngay lập tức á thì đợi 30 giây gì đó cái lệnh short sell nó mới confirm. Short sell là stop call đó, thành ra nó chạy xuống dưới đáy này đó. Đáy này rồi các bạn, là nó không có cơ hội lên nhiều đâu. Mình thì mình ngắm cái đáy dưới này nhưng mà mình quên coi cái này là nó có ba đỉnh. Ba đỉnh chạm đây là cái này cũng là cái đường support nữa. Thành ra mình bắt buộc mình phải buy to cover ở lòng vòng đây thôi. Cái đường này nếu mà buy đó, nếu mà nó đã xuống tới đây rồi đó, nếu mà mua đó thì
hơi ăn rất là là khó. Nếu mà bay thì mình mua cái thanh thứ hai là khoảng 584, cái thanh xanh thứ hai 584 mình raise stop loss lên tới khoảng 586 ăn 2 đồng. Cái này một lệnh sai này là nó quét sạch tất cả những cái lợi nhuận trước đó trong tuần của mình luôn nha mấy bạn. Thành ra là cái này nó quan trọng, cái stop loss, chẳng thà mình stop loss sai lầm nhưng mà nó thua nhỏ trên này rồi mình reset reset cái lệnh mới, không mình đánh giá lại tình hình mình reset cái lệnh mới còn hơn là mình cứ sợ stop loss sai đó, mình dời cái stop loss đó là nó sẽ thua nặng á. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi mà một lệnh đã thua rồi đó, mình đừng vội vã vô cái lệnh thứ hai, nó rất dễ dàng bị đảo chiều và làm cho cái lệnh thứ hai của mình thua luôn. Mình phải đánh giá tình hình lại rõ ràng rồi mình mới làm một cái kế tiếp, cái giao dịch kế tiếp. Thì cái giao dịch thứ nhất nhất mới vừa thua xong, giao dịch thứ hai mình cách nhau có 1 phút mà, thành ra mình không có đủ thời gian để đánh giá lại tình hình, với lại mình thiếu cái đường support này, mình dễ thiếu cái đường support này, mình tưởng là nó sẽ còn xuống cái đường support dưới dưới này nữa nhưng mà nó không không xuống tới đâu.